Chú ý xem nhé, đây là cô gái có võ công lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Nhưng cô lại lựa chọn làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi sắp đóng cửa. Ngày đầu tiên đến phỏng vấn ở cửa hàng, Saez Jan rất thông minh rót cho chủ cửa hàng một cốc nước, sau đó mượn cớ vào trong nhà vệ sinh. Đến khi anh tỉnh lại, cửa tiệm đã đông kín người. Dae-hyun sắc mặt hoang mang trợn tròn mắt đứng dậy nhìn xung quanh. Anh lập tức chạy về phía quầy thu ngân. Anh nói với Saez Jan cô không được tuyển, anh sẽ tìm người khác. Saez Jan lanh lợi bắt đầu giả bộ yếu ớt, diễn cảnh khóc lóc thảm thương ngay tại chỗ. Ai có thể từ chối một cô gái xinh đẹp yếu ớt này như vậy chứ? Thế là cô dễ dàng vượt qua được bài phỏng vấn làm việc. Hôm đó Dae-hyun phát hiện 5,5 triệu won ở quầy thu ngân đã bị trộm mất, anh sốt sắng lục tìm. Dae-hyun nhớ lại lúc trước khi Saez Jan rời đi, anh còn tốt bụng nhắc nhở cô cẩn thận rơi tiền ở trong túi quần. Đó không phải số tiền cửa hàng mất sao? Thế là anh lập tức kiểm tra camera, vì góc quay không rõ nên anh cho rằng cô đang lấy tiền. Dae-hyun sốt sắng lập tức gọi điện cho cô. Không ngờ không ai nghe máy. Người có bệnh hoang tưởng kịch liệt như anh nhớ lại cảnh tượng buổi phỏng vấn đầu tiên. Anh hoài nghi Saez Jan đã cho thuốc vào nước nên anh mới ngất đi. Anh bắt đầu mắng Saez Jan là đồ xấu xa. Dae-hyun nhớ lại bản hợp đồng lao động đã ký, nhanh chóng tìm được địa chỉ nhà cô. Anh lập tức chạy đến tìm nhà cô. Khi đến nhà, anh muốn gõ cửa nhưng không dám, lại bắt đầu tưởng tượng Saez Jan là lão đại của một băng nhóm tội phạm. Dae-hyun sợ hãi, đứng bên ngoài bắt đầu tập đấm bốc, sau đó ấn chuông. Ngay lập tức, anh bị cảnh sát đã mai phục sẵn từ trước kéo vào, ép sát xuống đất. Đây là một tổ chức phi pháp, Dae-hyun bị hiểu lầm là thành viên của tổ chức nên bị bắt. Sau một hồi giải thích, anh mới được phán vô tội, thả ra. Ông chủ ngốc nghếch này khiến tôi cười muốn chết. Trí hoang tưởng của anh cũng bay bổng quá đi. Dae-hyun lại tức tốc trở lại cửa hàng, chuẩn bị tính sổ với Saez Jan. Nhưng anh lại bất ngờ thấy cô đang chăm chỉ sắp xếp lại vật phẩm trên giá. Tiền trong quầy thu ngân cũng nằm an toàn tại chỗ. Thế là anh không còn hỏi về số tiền kia nữa, cũng không hỏi những chuyện xảy ra mà lặng lẽ cầm chai sữa chua ra ngoài uống. Anh lại bắt đầu tưởng tượng biểu cảm của Saez Jan khi trộm được tiền. Nhưng tỉnh lại, Saez Jan lại đang ngây ngốc cười với anh. Điều này khiến Dae-hyun lại thấy có chút ngượng ngùng. Hôm đó, Saez Jan đang nhảy múa thì đột nhiên có vài tên côn đồ bước vào. Chúng đường đường chính chính lấy đồ trên giá, còn lớn tiếng thóa mạ chửi mắng, còn khoa trương rời khỏi cửa hàng. Lần đầu cô còn nhẫn nhịn, nhưng lần thứ hai thì không thể, hổ không gầm chúng lại tưởng rừng không có chủ. Saez Jan nhẹ nhàng bước đến, đá lon trên mặt đất đi, hất hàm nhìn chúng. Đám côn đồ không biết võ nghệ của Saez Jan, chúng chưa từng được thấy cô lợi hại đến mức nào. Một tên đi đến định đánh cô. Saez Jan nhẹ nhàng tránh, đáp lại một cú đau đớn. Đối phương chảy máu, chuẩn bị bước đến tấn công tiếp. Saez Jan né đòn, tháo giày ra, dùng gót giày đáp liên tiếp lên mặt đối phương. Sau đó là một cú ném giày, hạ knock out anh ta. Hai cú xoay người đã đánh ngã một tên khác. Tiếp theo đến lượt tên cầm đầu ra tay rồi. Anh ta nhảy lên xoay người nhưng lại đá vào không khí, bị Saez Jan tóm tay tát một cái. Không đủ, phải đánh thêm một cái. Lại là một cú đá đẹp mắt. Ba tên côn đồ ban nãy vẫn còn lớn tiếng dạy đời, giờ lại quỳ trước mặt Saez Jan xin tha thứ. Để chị đây dạy cho mấy chú biết thế nào là lễ nghĩa làm người. Nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện đều bị người bạn của Dae-hyun dùng điện thoại quay lại. Sau khi dạy dỗ xong đám côn đồ, Saez Jan liền lịch sự bước đến dạy dỗ bạn của Dae-hyun. Lúc cô rời đi, anh bạn còn nói cô đi chậm rãi, chúc buổi tối tốt lành. Sau khi kết thúc trận đấu, Saez Jan lại trở về cửa hàng bổ sung năng lượng. Mùi vị này đúng là đỉnh thật mà. Mà lúc này, một người phụ nữ thần bí xinh đẹp đang đi về phía cửa hàng. Ai nói con gái đánh nhau chỉ có thể tóm tóc? Saez Jan đối mặt với chị đại đã nhục mạ mình, không chút sợ hãi ra tay đấm, một quyền, hai quyền, ba quyền. Không đủ, phải bổ sung thêm một cú đá nữa. Ok, dừng. Giữa con gái với nhau không nên động thủ. Thế là cô bỏ chân xuống nói. Người phụ nữ thật sự phải dựa vào cú đấm để nói chuyện. Không thể không nói, cho dù mặc gì, nhan sắc của Saez Jan cũng vô cùng xuất sắc. Ba người trèo tường trường học ra ngoài, chia nhau vài điếu thuốc. Saez Jan ngẩng đầu nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang bê một chú gấu to đùng nặng nề. Khoảnh khắc này cô rung động rồi. Trong nháy mắt cô đã thích chàng trai này. Người đàn ông trước mắt chính là Dae-hyun. Anh coi con gấu trước mặt là bạn gái cũ của mình, không chút nương tay chút bỏ cảm xúc lên nó. Saez Jan trợn tròn mắt nhìn anh. Dae-hyun vứt bỏ con gấu ở đó, chuẩn bị về nhà. Hai người bạn tốt nhận ra tâm ý, lập tức đẩy Saez Jan ra trước mặt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt như rực lửa. Saez Jan vừa mở miệng đã tỏ tình. Dae-hyun vừa uống rượu xong, lớn tiếng mắng cô. Điều này khiến Saez Jan nổi giận. Cô hét lớn gọi anh lại. Một cú bật nhảy bay về phía Dae-hyun. Tiếp theo là nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng đáp trên môi anh. Khoảnh khắc này, nụ hôn đã khiến Dae-hyun bừng tỉnh. Anh lúng túng nhìn Saez Jan, nói ra số điện thoại của mình. Saez Jan tiếp tục từng bước áp sát về phía anh. Sau khi trêu đùa xong, Saez Jan lại quay người gửi nụ hôn gió đến anh. Thời gian chuyển đến 3 năm sau, Saez Jan đang chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh lại bị đám côn đồ chặn ở cửa. Một tên đẩy cô đập vào góc tường. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng sông đã muốn phạm, giếng cũng không nể tình. Mà cô gái còn lại đang ức hiếp bạn gái hiện tại của Dae-hyun. Saez Jan đẩy ngã hai người đứng chặn ở cửa. Tên cầm đầu bắt đầu trận quyết chiến với Saez Jan. Bạn gái Dae-hyun thấy vậy liền muốn chạy trốn nhưng lão đại lại kéo cô ấy lại, đẩy vào trong phòng vệ sinh ngay trước mặt Saez Jan.
định giở trò điệu hổ ly sơn, nhưng không ngờ Saesjan phản ứng nhanh nhạy, đẩy cô ta đập vào tường. Saesjan chạy vào trong phòng vệ sinh, đỡ bạn gái Dae-hyun dậy. Chính lúc này Dae-hyun bước vào ngăn hai người lại, anh còn đẩy Saesjan ngã xuống đất. Saesjan đứng dậy liền lập tức nhận ra là anh. Dae-hyun cũng ngạc nhiên nhận ra cô, hơn nữa còn hỏi cô vì sao đẩy bạn gái mình. Nhưng cô bạn gái đứng trước mặt ân nhân lại nói Saesjan và đám côn đồ kia là đồng bọn. Dae-hyun không nghe Saesjan giải thích, kéo bạn gái mình rời đi. Dae-hyun lại một lần nữa bỏ lỡ Saesjan. Saesjan oan ức ra ngoài uống rượu lại vô tình gặp được người nổi tiếng. Trước mặt cô chính là minh tinh nổi tiếng Kiwok. Kiwok chạy ra ngoài, cởi bỏ khẩu trang nói chuyện ngày xưa với Saesjan. Bạn bè bên cạnh đều điên cuồng gọi tên anh ấy. Saesjan vừa uống rượu say vụng về đứng dậy. Cô véo khuôn mặt đáng yêu của Kiwok. Dáng vẻ lúc say của Saesjan đúng là rất đáng yêu. Kiwok dùng ánh mắt nuông chiều nhìn cô.